Một cố vấn cao cấp của chính phủ Nam Phi về COVID ngày 19 tháng 2 lên tiếng ủng hộ vaccine của Pfizer, dù một cuộc nghiên cứu trước đó trong tuần cho thấy biến thể Nam Phi có thể làm giảm kháng thể bảo vệ mà vaccine tạo ra. Giáo sư Selim Abdul Karim nói với Reuters là ông không ngần ngại khuyến nghị sử dụng vaccine Pfizer. Nam Phi trông cậy vào vaccine mà Pfizer phối hợp với đối tác Đức BioNTech bào chế để đẩy mạnh chương trình tiêm chủng quốc gia sau khi sử dụng những liều đầu tiên của Johnson & Johnson ngày 17 tháng 2. Nam Phi đã dừng triển khai vaccine của AstraZeneca sau khi một cuộc thử nghiệm nhỏ ở địa phương phát hiện vaccine này chỉ bảo vệ tối thiểu chống lại bệnh COVID nhẹ hay vừa do biến thể Nam Phi gây ra. Cuộc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bố trong tạp chí y khoa New England cho thấy biến thể Nam Phi có thể làm sụt mất 2/3 kháng thể bảo vệ do vaccine Pfizer tạo ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng, phát hiện từ nghiên cứu phòng thí nghiệm nên khó phán đoán mức độ thực tế sẽ ra sao. Nam Phi, với gần 1,5 triệu ca và hơn 48.000 người chết vì COVID, chiếm gần phần nửa số tử vong và hơn 1/3 số ca nhiễm tại châu Phi.